Kính thưa quý vị, thời điểm này quý vị có con em đi học thì chắc hẳn quý vị đang quan tâm nhiều đến các khoản thu đầu năm học, bao gồm tiền học phí, tiền bảo hiểm và các loại quỹ vân vân. Để kịp thời giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan đến các khoản thu đầu năm cũng như những vấn đề liên quan đến năm học mới 2015-2016, chương trình đồng hành cùng nhân dân hôm nay có mời đến trường quay ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Và ông Nguyễn Thành Phương, trưởng phòng kế hoạch tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi về ba số điện thoại quen thuộc của truyền hình Đồng Tháp, đó là 0678555222, 8555333 và 8555444 để nêu những thắc mắc của mình đối với các vị diễn giả của chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Thanh Liêm, năm học mới 2015-2016 đã chính thức bắt đầu được 2 tuần rồi. Thưa ông, như vậy thì đến thời điểm này các công tác về chuẩn bị trường lớp rồi đội ngũ giáo viên, công tác tổ chức ở các lớp học thì theo ông là đã ổn định chưa ạ? Ngay từ đầu tháng 6 thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã có văn bản gửi cho các cái cơ sở giáo dục trực thuộc và các phòng giáo dục đào tạo trong toàn tỉnh của chúng ta, để có cái sự chuẩn bị cho năm học mới, năm học 2015-16. Thì đến giờ phút này cơ bản cái công tác chuẩn bị đã hoàn tất và đã sẵn sàng cho năm học mới. Và năm học mới bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 trong toàn tỉnh của chúng ta đã thực hiện tuần lễ đầu tiên, từ cái việc cơ sở vật chất đến ổn định đội ngũ thầy cô giáo rồi các cái điều kiện khác thì cơ bản đã sẵn sàng để cho khai giảng năm học mới. Thưa ông, chúng tôi được biết thì năm học 2015-2016 này thì Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã triển khai rất nhiều những điểm mới. Nhân đây thì ông có thể cung cấp một số những điểm chính cho phụ huynh, giáo viên và các em học sinh nắm được ạ. Năm học 2015-2016 thì ngành giáo dục đào tạo cũng vẫn tiếp tục chỉ đạo để tập trung duy trì việc chất lượng giáo dục đại trà của các ngành học, các bậc học, và cũng như là tập trung cho các cái hoạt động để nâng cao chất lượng mũi nhọn ở các cái trường chuyên, các cái hoạt động học sinh giỏi vân vân, thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo duy trì cái việc này. Việc thứ hai là cái đây là một cái năm hết sức là quan trọng, sau khi đại hội đảng các cấp đã được tiến hành xong thì ngành giáo dục phải tham mưu thực hiện để làm sao đạt các cái chỉ tiêu, các cái nghị quyết của các cái đại hội của các cấp vừa qua. Thì ngành giáo dục sẽ tham mưu cho các cấp để xây dựng các cái đề án cũng như là các kế hoạch để nhằm để triển khai trong giai đoạn 2015-2020 để đạt được các cái chỉ tiêu của đại hội đề ra. Thì bên cạnh các cái hoạt động chung hoặc định hướng lâu dài có mang tính chất giai đoạn thì năm học này chúng tôi cũng đề ra một số cái nhiệm vụ mà cần tập trung giải quyết. Thứ nhất là cái để cho chuẩn bị khai giảng năm học mới thì thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì khai giảng sẽ làm hầu hết là đồng loạt vào ngày 5 tháng 9 của chúng ta. Và khai giảng thì trên tinh thần gọn, nhẹ, vui tươi để tạo cái không khí ấn tượng cho học sinh mới vào các lớp đầu cấp, và không khí vui tươi, không kéo dài và cũng không có quá nhiều các cái phát biểu nó dài dòng. Vâng, theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phải không ạ? Đúng rồi. Cái thứ hai thì ngành giáo dục của chúng tôi tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác công khai, làm sao truyền các cái thông tin chỉ đạo của ngành, các cái vấn đề mới tiếp cận thì cho đến tất cả các thầy cô giáo và các bậc cha mẹ học sinh qua các cái kênh thông tin. Ví dụ như có cái chương trình trên đài truyền hình Đồng Tháp chuyên mục giáo dục và đào tạo, cũng như là có các cái đường dây nóng rồi các cái địa chỉ mail nóng để cho tiếp nhận các thông tin phản ánh của ngành, hay là công tác tuyển dụng thuyên chuyển, thì tất cả các khoản này chúng tôi định hướng tới cái việc công khai ở các cơ sở giáo dục để cho các bậc cha mẹ học sinh biết, và cũng như là giáo viên toàn ngành biết để phản ánh về. Và chúng tôi cũng tập trung cho cái việc chấn chỉnh, tiếp tục tăng cường nâng cao cái đạo đức của
của nhà giáo cũng như cái đạo đức của học sinh trong cái thời gian qua nó cũng có những cái biểu hiện là nó có cái chiều hướng nó cũng chưa được tốt. Chúng tôi tập trung cho năm học này quyết liệt hơn nữa. Và một cái điểm nữa chúng tôi cũng quyết tâm đó là làm sao cải thiện những cái môi trường xanh sạch đẹp ở trong trường, và đặc biệt là cái khu nhà vệ sinh thì chúng tôi sẽ tiếp tục chấn chỉnh cái này quyết liệt trong năm học này. Đó là những cái nét mà gọi là cơ bản nhất của năm học này mà ngành giáo dục chúng tôi đang chỉ đạo và quyết tâm thực hiện trong cái năm học này. Vâng, xin cảm ơn ông với những thông tin chung về năm học mới 2015-2016. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung chính của chương trình hôm nay. Đó là một vấn đề rất là nhiều phụ huynh quan tâm, với cái đó là những cái khoản thu đầu năm học. Xin ông Nguyễn Thành Phương, trưởng phòng kế hoạch tài chính của Sở Giáo dục Đào tạo, có thể thông tin cụ thể cho các bậc phụ huynh nắm là năm đầu năm học này thì phụ huynh học sinh sẽ phải đóng những khoản như thế nào ạ? Năm học 2015-2016 thì như năm học trước là năm học 2014-2015 thì học sinh các cấp trong tỉnh sẽ đóng các khoản. Thứ nhất, cái khoản thứ nhất là theo văn bản quy định là cái học phí đối với học sinh mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên thì tạm thu như năm học trước trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Trung ương. Thì trước đây là thu theo cái nghị định 49, thì nghị định 49 là đã hết hạn, do đó là hiện nay cũng là đang chờ Trung ương. Còn thu hộ theo quy định của bảo hiểm là thu bảo hiểm y tế rồi bảo hiểm tai nạn và thu cái phí giữ xe mà theo quy định của Ủy ban dân tỉnh. Cái khoản thứ hai là khoản đóng góp theo văn bản thống nhất của toàn trường như là phù hiệu, bảng tên, học bạ và sổ liên lạc. Khoản thứ ba là khoản đóng góp có văn bản thống nhất giữa cơ sở giáo dục với ban đại diện cha mẹ học sinh như là tiền ăn bán trú, rồi tiền học hai buổi ngày là nếu mà có nhu cầu, rồi là học phí tự nguyện của hội cha mẹ học sinh. Đó là ba cái khoản mà học sinh các cấp sẽ đóng như năm học 2014-2015. Vâng, ngoài những cái khoản thu tự bắt buộc và tự nguyện như ông Nguyễn Thành Phương vừa trình bày thì chúng tôi cũng nhận được phản ánh của nhiều bậc phụ huynh, nhất là những bậc phụ huynh ở khu vực thành thị, đó là còn có những cái khoản cũng gọi là tự nguyện đóng góp, đó là để hỗ trợ nhà trường trang bị thêm máy chiếu nè, quạt, rồi một số nơi thì như ở thành phố Cao Lãnh thì lại nói là có trang bị máy lạnh hay là quỹ hội, quỹ lớp. Như vậy thì quan điểm chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo về vấn đề này như thế nào thưa ông Trần Thanh Liêm? Đối với các cái khoản thu mà gọi là tự nguyện thì quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là Sở Giáo dục Đào tạo thì có quán triệt đến tất cả các trường với cái tinh thần là nếu mà đã tự nguyện thì phải được sự đồng thuận trên 2/3 tất cả các cha mẹ học sinh của cái trường đó đồng thuận thì chúng ta mới tiến hành. Tất nhiên khi tiến hành thì chúng ta có cái phải có kế hoạch hẳn hoi, có cái tính toán thu với giá cả như thế nào, rồi thu ra làm sao, rồi để sử dụng cho mục đích gì, rồi có công khai minh bạch, rồi các vấn đề có sự giám sát vân vân, và tất cả các cái việc thu này phải do cái ban đại diện cha mẹ học sinh thu. Nhưng mà đối với cái những cái thu mà gọi là hình thức tự nguyện mà để cho tăng cường các cái trang thiết bị dạy học trong nhà trường thì với cái quan điểm là ngành giáo dục đào tạo rất là hoan nghênh và ủng hộ, để làm sao vì hiện nay cái ngân sách kinh phí của nhà nước cũng không thể nào mà kham hết nổi tất cả các khoản này ở trong nhà trường. Do vậy cái việc thu này cũng rất là cần thiết, chúng tôi hoan nghênh cái việc thu này, nhưng mà phải tuân thủ các cái quy định của thông tư 55 của điều lệ cho hoạt động của cha mẹ học sinh cũng như là cái thông tư 29 của Bộ Dục Đào tạo về việc cái vận động tài trợ. Còn đối với các cái nguồn thu mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần nên xem xét cân nhắc, vì một trong những yếu tố đó là phải lưu ý tạo cái môi trường giáo dục trong nhà trường nó phải công bằng giữa tất cả các em. Ví dụ như là thu để trang bị máy lạnh thì tôi thiết nghĩ rằng là hết sức cân nhắc,
không thể nào mà chỉ có một cái nhóm lớp nào đó, thì cái việc này tôi nghĩ rằng chắc có lẽ nếu một lớp, hai lớp thì nó không thể nào mà đồng thuận trên 2/3 học sinh, thì phải hết sức cân nhắc và không nên. Theo tôi là như vậy, là bởi vì ở trong một trường mà nó có phân chia ra lớp này thì được cái điều kiện như thế này, thì lớp khác thì điều kiện như thế khác, thì tôi cho rằng là nó cũng hết sức là cân nhắc. Có lẽ là chúng ta cũng không nên tạo cái sự không công bằng trong cùng một môi trường giáo dục, phải không thưa ông? À, và đặc biệt là đối với những khoản thu này thì tôi cũng cảm thấy nó có vấn đề gì đó, nó có sự tế nhị ở đây. Chẳng hạn như tôi là phụ huynh, tôi đi dự họp cho con mình mà tôi thấy có rất nhiều những phụ huynh khác đồng tình mà bản thân tôi không đồng tình, mà tôi cũng khó mà có thể lên tiếng. Như vậy vấn đề này thì ông có thể chỉ đạo như thế nào đối với các trường trong các buổi họp, như thế nào để tạo được cái sự thống nhất chung ạ? Đối với ngành giáo dục đào tạo thì chúng tôi mong muốn rằng thông qua cái ban đại diện cha mẹ học sinh và qua cái triển khai của các cô giáo, thầy cô giáo chủ nhiệm thì phải hết sức tôn trọng và lắng nghe ý kiến, và thậm chí lấy ý kiến biểu quyết hoặc là bỏ phiếu của các cái bậc cha mẹ học sinh trong cái sinh hoạt đầu năm để chúng ta xem xét cái sự đồng thuận, chứ chúng ta không thể nào mà áp đặt với một cái số thành viên trong ban đại diện học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, để rồi các cái thành viên khác ở ban trong cha mẹ học sinh không đồng tình nhưng mà người ta lại không dám nói ra, thì nên có nhiều hình thức để thu thập thêm các cái ý kiến. Và cũng nhân cái diễn đàn này thì tôi cũng mong muốn rằng nếu mà các bậc cha mẹ học sinh chúng ta không đồng tình thì chúng ta cũng nên thẳng thắn phản ánh với qua các thầy cô giáo, qua ban giám hiệu, qua ban đại diện học sinh, thì nói chung nó có nhiều cái môi trường phản ánh, cũng như là qua cái phản ánh qua cái đường dây nóng của Sở Dục Đào tạo để chúng tôi xem xét cân nhắc và để có cái chỉ đạo cho nó phù hợp. Vâng, rất cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi. Và tôi nghĩ thì nếu chúng ta ngại phản ánh trong những cuộc họp như vậy thì chúng ta cũng sẽ có nhiều hình thức để phản ánh. Chẳng hạn như chúng ta có thể gọi đến đường dây nóng vừa được công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo mà chút nữa đây thì chúng tôi cũng sẽ công bố trên màn hình trong chương trình ngày hôm nay. Được cảm ơn ông. Tôi cũng muốn đặt ra một vấn đề khác là hôm rày thì trên các diễn đàn, trên báo chí thì cũng rất là đề cập rất nhiều đó vấn đề là đồng phục học sinh, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, còn râm ran ở trên địa bàn tỉnh cách đây vài năm thì tôi cũng thấy có trường hợp là các trường thì ra mẫu đồng phục và yêu cầu phụ huynh học sinh thì phải mua ở tại trường đó, ngay cả không chỉ đồng phục mà còn có những dụng cụ học tập như là bìa bao, như là những cái dụng cụ thước cặp gì của học sinh đó. Như vậy thì theo ông thì chỉ đạo của Sở Giáo dục với vấn đề này như thế nào ạ? Có cần phải mua ở trường hay không ạ? Đối với việc này thì Sở Dục Đào tạo từ năm học 2014-15 thì cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt việc này. Cái chính là trường phải cân nhắc việc tổ chức cho các em mặc đồng phục, may quần áo hoặc là giày dép đồng phục thì phải hết sức cân nhắc. Cũng theo quy trình như tôi nói là phải được sự đồng thuận là hãy tổ chức đồng phục. Cái đó là cái thứ nhất. Tất nhiên phải có kế hoạch là được thông qua các cấp quản lý giáo dục cũng như chính quyền địa phương. Cái thứ hai là khi đã có sự đồng thuận là nên có đồng phục rồi thì trường là chỉ quy định về kiểu mẫu, kiểu dáng, chất liệu vừa phải phù hợp với cái vùng, cái điều kiện của cái trường của mình. Thì đối với cha mẹ học sinh đó, là được chọn là tự may cũng được, hay là tự đặt may ở chỗ nào đó cũng được, hoặc là có thể là đăng ký ở trường cũng được, nhưng mà phải do học sinh, do cha mẹ học sinh quyết định, và trường không được đứng ra làm mà phải là thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh làm. Thì chỉ đạo của ngành thì như thế, thì các năm qua tôi nghĩ là cũng là nhất là năm học vừa qua cũng đã chấn chỉnh tình trạng này, nó đã cơ bản ổn định. Cái việc thứ hai là sở cũng đã quy định không được tùy tiện thay đổi kiểu mẫu cũng như là thay đổi cái mẫu đồng phục này, phải ổn định là nhiều năm liền. Trong văn bản đã chỉ đạo đối với cấp tiểu học là phải ổn định 10 năm, trung học cơ sở là phải là 8 năm và trung học phổ thông là phải là 6 năm. Thì muốn thay đổi thì phải có ý kiến và tạo sự đồng thuận và hết sức quan tâm đến đối tượng học sinh nghèo khó khăn để mới thay đổi đồng phục. Thì tinh thần là như thế. Cũng như là các cái hoạt động giống như xem như nó là dịch vụ ở trong nhà trường thì sở dục cũng đã chỉ đạo cho các cái cơ sở dục là nghiêm cấm thầy cô giáo
cung cấp các cái dịch vụ khác, ví dụ như bìa bao tập rồi giấy nhãn rồi vân vân, làm cho gây áp lực cho cha mẹ học sinh. Tôi nghĩ rằng điều này là ngành giáo dục đã nghiêm cấm. Chúng tôi cũng vừa qua cũng chân thành cảm ơn, cũng một vài ý kiến đã chuyển thông tin qua hộp mail đường dây nóng của sở, chúng tôi cũng đã kịp thời chỉ đạo cho các phòng giáo dục chấn chỉnh cái việc này ở một vài nơi. Rõ ràng thì cái lợi ích nó cũng không lớn, nhưng mà nếu mà nhà trường kinh doanh thêm những cái chuyện này thì tôi nghĩ nó cũng, điều này nó cũng không đúng, mà cũng gây khó khăn cho các bậc phụ huynh. Và qua chỉ đạo của lãnh đạo sở giáo dục thì tôi nghĩ là đối với Đồng Tháp năm nay thì chúng ta đã chấn chỉnh khá tốt vấn đề này. Xin được một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Thanh Liêm. Bây giờ thì chúng tôi muốn đặt câu hỏi với ông Nguyễn Minh Hiếm, Hiếu giám đốc của Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp, bởi vì hiện nay thì rất nhiều phụ huynh học sinh rất quan tâm tại sao năm nay thì cái mức thu bảo hiểm học đường nó lại tăng cao và cao gần gấp rưỡi so với năm rồi, thì ông Hiếu có thể thông tin cụ thể về vấn đề này ạ? Thưa quý khán giả xem đài, năm học 2015-2016 thì mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên có tăng so với năm trước từ 3% lương cơ sở lên 4,5% lương cơ sở. Thì mức tăng này thì theo luật sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, và học sinh sinh viên thì thuộc cái nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ là 30% mức đóng. Và nếu như vậy thì thẻ có giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng thì theo đó là phụ huynh phải đóng là 434.700, nhà nước hỗ trợ là 186.300. Cái phần phụ huynh mà phải đóng năm học này so với năm học trước thì nó có tăng thêm là 144.900 đồng trên một học sinh sinh viên. Cũng xin được trình bày thêm đó, thì mặc dù luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 và thẻ mà các em học sinh sinh viên của trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang sử dụng của năm học 2014-2015 thì cũng có giá trị từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2015, nhưng mà do chúng ta tổ chức là thu cái phí là của cái năm học 2014-2015 trong năm 2014 thì nên chúng ta được áp dụng cái mức đóng cũ là 3% lương cơ sở trên tháng, thì chúng ta không phải chi đóng cái phần chênh lệch này, nhưng mà cái năm học mới này thì chúng ta bắt buộc phải áp dụng cái tỷ lệ mới theo cái luật bảo hiểm y tế sửa đổi. Dạ. Vâng, thưa ông, như vậy thì khi nhiều phụ huynh sẽ thắc mắc là khi mà cái việc mà mức đóng nó tăng lên như vậy thì có cái quyền lợi thì nó như thế nào, nó có gì khác so với năm trước không, thưa ông? Dạ. Theo luật bảo hiểm y tế cũ thì tất cả các đối tượng đều đóng bằng 4,5% lương cơ sở hoặc là trên tiền lương, tiền công trên tháng. Chỉ có cái lực cũ thì chỉ có học sinh, sinh viên thì được đóng cái mức 3% lương cơ sở, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% và được trích cái kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học. Vì vậy mà lực sửa đổi mới thì Quốc hội đã điều chỉnh lên là 4,5%. Vậy là tất cả các đối tượng hiện nay đều đóng bằng một cái tỷ lệ là 4,5%. Quyền lợi khám chữa, quyền lợi mà của học sinh sinh viên đó thì ngoài cái việc mà được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường thì khi đi khám chữa bệnh thì được hưởng các cái quyền lợi khác như các cái thẻ khác. Và cũng theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi thì có tăng rất là nhiều cái quyền lợi như mở rộng cái dịch vụ y tế được hưởng bảo hiểm y tế, và nếu mà quy định thì nếu mà tham gia 5 năm liên tục mà đã đóng đủ 6 tháng lương cơ sở trong năm thì không phải đồng chi trả nữa. Và thực hiện cái chính sách là thông tuyến giữa các cái bệnh viện huyện, trạm y tế xã trở xuống thì những này chúng ta sẽ thực hiện vào đầu ngày 1/1/2016, vân vân. Và mới đây thì cái điều mà đối với ngành mà thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh thì tôi thấy cũng rất là phấn khởi, được Bộ Y tế cho phép, có thông tư là cho phép các cái cơ sở được tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày nghỉ, ngày lễ. Cái điều kiện rất là rộng mở, chỉ cần cơ sở tổ chức được thì thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội biết để phối hợp thanh toán cái phí là trong cái thời gian mà cơ sở thực hiện khám chữa bệnh cho cái đối tượng, nói chung là những ngày lễ, ngày nghỉ. Thì cái quy định này nó có hiệu lực từ ngày 1/9/2015, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều kiện là cái những
năm vừa qua đó, thì khi tiếp xúc cử tri hoặc là phản ảnh của nhiều bậc phụ huynh thì cho rằng cái việc mà không khám chữa bệnh ngoài giờ thì khi các em đi học thì không có thời gian để khám. Năm nay thì bắt đầu 1/9/2015 thì sẽ khám ngày nghỉ, ngày lễ. Thì đây là cái điều kiện để các em có thể tiếp cận với cái dịch vụ y tế được thuận lợi hơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo thì cũng liên quan đến vấn đề bảo hiểm này, thì chúng tôi có nhận được một phản ánh của một phụ huynh ở thành phố Cao Lãnh, thì cho là xung quanh vấn đề bảo hiểm cho học sinh trong nhà trường thì có sự giải thích chưa rõ ràng. Tức là giáo viên chủ nhiệm là chỉ thông báo về là học sinh phải đóng 435.000 bảo hiểm y tế và 100.000 bảo hiểm tai nạn. Chúng tôi nghĩ thì chỉ có bảo hiểm y tế là bắt buộc, như ông Nguyễn Thành Phương đã nói vừa rồi, thì ngành giáo dục sẽ thu dùm cho bảo hiểm y tế vấn đề này. Tuy nhiên cái phần bảo hiểm tai nạn này thì không bắt buộc, nhưng mà thường thì các trường thì lại thu kèm vô cái khoản thu đầu năm. Về vấn đề này thì ông Trần Thanh Liêm có thể giải thích rõ hơn cho phụ huynh ạ. Như vậy thì chúng ta thấy là có nhà trường khi đầu năm á, thì có thu hai cái khoản liên quan đến cái bảo hiểm, đó là một bảo hiểm y tế, thì như anh Hiếu giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh đã có trao đổi và thông tin, thì đó là bảo hiểm bắt buộc và tất cả các thí sinh phải có trách nhiệm tham gia và đóng tiền để tham gia bảo hiểm y tế này. Còn cái bảo hiểm tai nạn đó là bảo hiểm với hình thức là tự nguyện, không bắt buộc, là vì quyền lợi của mình thấy nhận thấy được trong cái khả năng của mình thì mình tham gia, còn không thì là không tham gia thì cũng không có vấn đề gì. Như vậy thì do cái sơ suất, có thể một nơi nào đó, một cái lớp nào đó, cô giáo chủ nhiệm hoặc là một trường nào đó lại là không giải thích rõ ràng, thì tôi cho rằng cái này thì ngành giáo dục tiếp tục sẽ chỉ đạo để nói công khai rõ cho cha mẹ học sinh biết, để có cái tham gia tự nguyện hay là bắt buộc. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, xung quanh chủ đề của chương trình Đồng hành cùng nhân dân ngày hôm nay, đó là các khoản thu đầu năm học cũng như những vấn đề liên quan đến năm học mới 2015-2016, thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị. Trước khi chương trình này diễn ra thì một khán giả ở huyện Hồng Ngự đã điện thoại đến số điện thoại 0678 99 0978 99 777, tức là cái số điện thoại tổng đài tự động ghi âm của chương trình Đồng hành cùng nhân dân, để gửi câu hỏi đến lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo như sau. Xin mời ông Trần Thanh Liêm lắng nghe. Em ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Có con em đi học là mẫu giáo, mà đóng chi phí vô rồi hết là 1.000.000+, nhưng mà giúp của cô giáo còn lên học phụ huynh như vậy là đóng tiền để mua những cái đậu la, đồ chơi gì các thứ trong trường, hỏi cái đó thôi, có nhằm vào mục đích của đấy không? Còn hỏi cái đóng tiền như vậy để làm cái gì mà giờ phải thi đóng thêm? Ông Trần Thanh Liêm trả lời câu hỏi ạ. Việc thu cái tiền mà của cha mẹ học sinh mà để cho phục vụ các cái điều kiện khác ở trong nhà trường, thì như tôi phát biểu từ ban đầu, đó là cái hình thức tự nguyện và phải được công khai rõ ràng, chứ không được là tùy tiện muốn thu thêm. Để ví dụ như tôi nghe không nhầm là bậc cha mẹ học sinh này phản ánh là thu trong cái tiền đó và có cái tiền chậu hoa gì đấy để trang trí hay là để bố trí trong trường, trong lớp, thì tôi cho rằng khoản thu này là nếu là bổ đồng, coi như là giống như mọi người đều khoản thu bắt buộc đối với tất cả các bậc cha mẹ học sinh có cái trường, trong trường mẫu giáo này đồng đều, thì là không được, không đúng quy định, mà phải rằng là đây là nói rõ công khai điều này, phải do ban đại diện cha mẹ học sinh công khai thu cái này là để làm việc gì, rồi hình thức tự nguyện, không cao bằng giữa tất cả các phụ huynh học sinh. Nếu việc này là đúng, được đa số phụ huynh, tức là trên 2/3 phụ huynh học sinh đồng tình, thì chúng ta tiến hành thu và không cao bằng giữa tất cả các cái phụ huynh học sinh, mà tùy theo khả năng của các phụ huynh học sinh để tham gia đóng góp. Còn muốn làm việc đó thì chúng ta có thể vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân, người ta có thể ủng hộ cả gói, tức có nghĩa là bây giờ muốn cho trang trí cho cái trường của chúng ta đẹp hơn, có nhiều cây xanh cây cảnh, thì chúng ta có thể vận động tài trợ một đơn vị nào người ta ủng hộ, thì đó là việc làm bình thường trong nhà trường. Còn nếu mà như thế thì tôi xin ghi nhận, rồi sẽ có cái chỉ đạo trên huyện Hồng Ngự xem xét đối với các trường mầm non.
Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của anh. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Minh Hiếu trả lời câu hỏi của anh Bình Văn Quý ở huyện Châu Thành. Anh vừa gọi đến chương trình Đồng Hành Cùng Nhân Dân ngay lúc chúng tôi đang diễn ra chương trình này để đặt câu hỏi như sau. Đó là tại sao các khoản thu bảo hiểm y tế có tháng thứ 14 và 15? Ông có thể giải thích cụ thể. Dạ, xin chào anh Bình Văn Quý. Cái phần trình bày ở trên thì tôi trình bày cái quy định chung, tức là cái thẻ bảo hiểm y tế học sinh thì áp dụng thẻ có giá trị từ ngày 1 tháng 1 đầu năm và đến 31 tháng 12 của năm đó. Thì năm vừa rồi thì cũng vậy, năm nay thì nó có mở rộng thêm. Theo cái quy định thì sở dĩ nó có cái tháng lẻ như thế này là do quy định là trẻ em dưới 6 tuổi mà hết cái thời hạn mà 72 tháng tuổi thì sẽ chuyển sang tham gia bảo hiểm y tế học sinh. Do đó là cái học sinh mà mới vào lớp 1 thì tính theo tháng, thì nếu mà em nào đủ 72 tháng thì phải chuyển sang tham gia bảo hiểm y tế. Còn nếu như mà đủ khoảng 72 tháng mà chưa tới tháng 9 thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp cái thẻ tiếp tục để các em được khám chữa bệnh mà không phải thu tiền. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo thì xin mời ông trả lời câu hỏi của em Nguyễn Thị Bé Hai ở huyện Tam Nông. Em hỏi là nếu em đóng tiền học phí mà không đóng tiền bảo hiểm y tế có được không? Chào em Nguyễn Thị Bé Hai. Cái quy định về cái bảo hiểm y tế học sinh nói riêng cũng như là người dân tham gia bảo hiểm y tế là nói chung thì theo cái luật mới là tham gia bắt buộc. Và cái đối với học sinh, sinh viên á, thì được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng và cũng được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thì đề nghị em nên thực hiện cái việc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước để đảm bảo cái quyền lợi cho bản thân mình và cũng như thực hiện chấp hành nghiêm cái quy định của chính phủ. Xin chào em. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Trần Thanh Liêm trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Văn Lương ở xã Long Thắng của huyện Lai Dung. Anh hỏi là học sinh tiểu học thì có đóng học phí không? Trường tiểu học Long Thắng 1 nói nếu con tôi không học 2 buổi trên ngày thì không cho học, có đúng hay không? Hộ khó khăn đóng học phí chia thành nhiều đợt có được không? Nhưng mà gia đình tôi thì không thuộc diện cận nghèo và nghèo. Xin trả lời cho anh Nguyễn Văn Lương ở xã Long Thắng, huyện Lai Vung. Thì trước hết là khẳng định là học sinh tiểu học là không có đóng học phí. Cái này là rất là lâu rồi. Theo luật giáo dục học sinh tiểu học không có đóng học phí. Trường tiểu học Long Thắng 1, nếu nói con tôi không học 2 buổi trên ngày thì không cho học, có đúng không? Thì tôi cho rằng cái này là không đúng. Là định hướng của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như của sở, của tỉnh là nên vận động và tổ chức cho các em ở tiểu học học được học 2 buổi trên ngày để mục tiêu là nâng cao chất lượng dạy và học, nhưng phải có sự đồng thuận. Ai đồng thuận thì phải mới tham gia cái học 2 buổi trên ngày, bởi vì học 2 buổi trên ngày sẽ phải tốn thêm một cái khoản kinh phí để học cái buổi thứ hai để góp phần chia sẻ cái khó khăn để bồi dưỡng cho các thầy cô giáo cũng như là góp phần tu sửa cơ sở cho cái việc học 2 buổi trên ngày. Thì nếu con anh không học 2 buổi trên ngày thì học các lớp chỉ 1 buổi mà thôi, thì tôi cho rằng là như thế thì mới đúng hơn. Hộ có khó khăn thì đóng học phí chia thành nhiều lần có được không? Xin khẳng định là chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo trong nhiều năm liền là đối với những gia đình có khó khăn về kinh phí thì có thể chia việc đóng học phí ra làm nhiều đợt, và thường thì các trường chia làm 2 đợt ở học kỳ 1 và học kỳ 2. Có những nơi thì chia làm 3 đợt tùy theo mùa vụ, tất cả thì do nhà trường xem xét và tính toán, nhưng mà cũng có một cái hạn số lượt đợt thì nó cũng tương đối chứ cũng không thể rải ra từng tháng, là cũng rất là khó khăn. Thì tinh thần xin thông báo với anh như vậy. Vâng, chúng tôi nghĩ là đối với các gia đình mà có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì vấn đề quan tâm của nhiều khán giả gọi đến lúc này đó là cái việc miễn giảm đối với các học sinh học phí đối với các con em đang đi học. Chúng tôi muốn được nghe ông Nguyễn Thành Phương thông báo cụ thể hơn về những cái trường hợp nào thì sẽ được miễn giảm học phí á. Theo Nghị định 49, Nghị định 74 bổ sung điều chỉnh một số điều của Nghị định 49 về chế độ miễn giảm học phí quy định như sau.
về chế độ miễn giảm thu học phí gồm các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng như anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, con của liệt sĩ, bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi, cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật, có khó khăn về kinh tế, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời kỳ chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân. Còn chế độ giảm thu 50% học phí gồm các đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thưa ông, ngoài những cái quy định như vậy thì nếu học sinh muốn được miễn giảm thì cần phải thực hiện những cái thủ tục gì thưa ông? Về học sinh thuộc đối tượng miễn giảm học phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh làm đơn đề nghị miễn giảm học phí theo mẫu quy định và kèm theo đơn là bản sao chứng thực giấy tờ có liên quan như giấy xác nhận, quyết định, chứng nhận. Đối với học sinh đầu cấp, bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo. Đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Còn các học sinh còn lại khỏi phải làm hồ sơ vì đã được lưu từ đầu cấp học. Cảm ơn ông. Chúng tôi muốn đặt câu hỏi với ông Nguyễn Minh Hiếu là liên quan đến cái việc mà thu bảo hiểm y tế năm nay thì ngoài cái việc mà mức thu nó tăng gấp rưỡi cho năm rồi thì cũng có những trường hợp như ông vừa nói đó, học sinh lớp 1 thì có trường hợp phải đóng đến 15 tháng như vậy, thì đối với những gia đình khó khăn rồi có nhiều con đi học thì đây cũng là một cái khoản thu đầu năm cũng rất là lớn đối với các gia đình ở nông thôn chẳng hạn, gia đình khó khăn. Như vậy thì mình có cái cách thu như thế nào để giảm bớt khó khăn cho các gia đình ngay trong cái dịp đầu năm này không ạ? Thưa quý khán giả, thì theo cái quy định là cái thu thì như tôi trình bày ở trên, còn bởi lẽ là cái theo quy định thì cái thẻ theo thông tư 41 thì đã quy định là thẻ học sinh sinh viên thì là có giá trị từ ngày 1 tháng 1 và đến 31 tháng 12 của hàng năm. Do đó thì cái việc mà thu nó sẽ cái đi cùng với cái thời hạn sử dụng thẻ. Sử dụng thẻ. Như vậy thì có thể là sẽ không đóng cả năm học mà sẽ đóng một đợt cho đến cuối năm 2015 phải không thưa ông? Tức là theo cái điểm C khoảng 1 điều 15 của cái thông tư Liên bộ Tài chính Y tế thì cái thẻ có giá trị từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 hàng năm. Yeah. Thì do vậy là cái mức thu thì phải tương ứng với giá trị thẻ. Yeah. Bởi vì ngoài cái việc mà mình tổ chức thu của phụ huynh thì nó còn cái đi kèm theo cái hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Yeah. Mà ngân sách nhà nước thì quy định là phải gọn trong cái năm tài chính. Yeah. Yeah. Và như vậy thì năm nay thì có thể là phụ huynh sẽ đóng một đợt đầu năm học và sau khi hết thời hạn sử dụng thẻ 31 tháng 12 này sẽ đóng tiếp một đợt khác. Có phải như vậy không ạ? Dạ không, cái năm học 2015 thì mình đã thu xong rồi. Và thẻ có giá trị từ ngày 1 tháng 1 2015 đến 31 tháng 12 2015 thì hiện nay là em còn đang sử dụng cái thẻ đó. Rồi. Còn bây giờ là mình thu thì mình sẽ phụ huynh sẽ đóng là cho các em, là nếu như mà tham gia lần đầu thì sẽ đóng trong nửa đầu tháng 9 của năm 2015 để thẻ có giá trị là 1 tháng 10 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2016, và nếu mà tham gia đáo hạn thì
thì sẽ đóng vào nửa đầu tháng 12 năm 2015. Và thẻ có giá trị là từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2016. Và nếu mà trong trường hợp mà gia đình có điều kiện, tức là chưa có điều kiện, chưa chuẩn bị kịp cái nguồn kinh phí, thì có thể là các em cũng có thể tham gia luôn ngay từ đầu năm cũng được. Tức là sẽ đóng vào đầu nửa tháng 12 để thẻ có giá trị từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 31 tháng 2016 cũng được. À, vâng, có thể là chưa đóng vào đầu năm học này và sẽ đóng vào đầu của năm mới, năm 2016, phải không ạ? Dạ không, cái mình sẽ thu là cái năm học 2015-2016 mình thu là bảo hiểm xã hội sẽ nhận danh sách và kinh phí của trường gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện là nửa đầu tháng 12, tức là từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 12. Tháng 12. Và từ ngày 10 tháng 12 đến 20 tháng 12 là phải in thẻ. Dạ, để có giá trị sau trả thẻ cho trường để trường trả cho các em, thì thẻ có giá trị là ngày 1 tháng 1 năm 2016. Dạ, vâng, xin cảm ơn ông. À, vâng, như vậy thì đến vấn đề này thì lại liên quan đến ngành giáo dục. À, thường thì hàng năm thì chúng ta sẽ thu bảo hiểm y tế để cùng lúc với thu học phí. Bây giờ nếu mà phụ huynh có khó khăn không có đóng đầu năm mà đến tháng 12 mới đóng như vậy thì lại có gây khó gì cho giáo viên trong thời điểm đó không ạ? Theo quan điểm của ngành giáo dục đào tạo thì làm sao tạo thuận lợi cho các bậc cha mẹ học sinh giảm bớt cái gánh nặng ngay từ đầu năm học để mà đóng nhiều các khoản thu, thì chúng tôi muốn chia sẻ để làm sao mặc dù có thể thu nhiều lần, nhiều đợt, nó cũng có khó khăn cho ngành, nhưng mà ngành sẽ kiên quyết chỉ đạo trong toàn ngành để các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để làm sao giảm bớt gánh nặng đóng một lần cho các bậc cha mẹ học sinh. Thì quan điểm của ngành là như vậy, thì dù có khó khăn thì chúng tôi vẫn khắc phục để mà thực hiện cái điều này. Vâng, tôi nghĩ đây là một cái thông tin rất đáng phấn khởi cho các bậc phụ huynh. Khi đầu năm học mà chúng ta phải lo cùng lúc vừa việc chuẩn bị quần áo tập sách rồi tiền học phí nữa rồi bảo hiểm y tế nữa, thì đó là một cái khoản thu mà tương đối lớn. Bây giờ mà nếu chúng ta có thể chia ra thành một cái đợt sau để đóng như ông Trần Thanh Liêm vừa có chỉ đạo để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh trong thời điểm này, thì tôi thấy đây cũng là một vấn đề rất đáng phấn khởi đối với các gia đình có điều kiện, có hoàn cảnh khó khăn. Vâng, và liên quan đến vấn đề này thì tôi nghĩ là năm nay khi với mức thu nó tăng rồi lại đóng thêm nhiều đợt, nhiều tháng như thế này thì chắc chắn là nhiều phụ huynh sẽ có những cái thắc mắc liên quan. Như vậy thì thưa ông Nguyễn Minh Hiếu, nếu mà có những vấn đề nào mà phụ huynh chưa rõ thì có thể liên hệ ở đâu để có thể được giải đáp thưa ông? Dạ, xưa quý khán giả xem đài, thì cái việc thu phí và phát hành thẻ bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh nói riêng, thì bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã phân cấp cho bảo hiểm xã hội cấp huyện. Đối với học sinh thì bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với ban giám hiệu các trường học để tổ chức thực hiện thu và phát hành thẻ bảo hiểm y tế. Nếu có phát sinh vướng mắc thì có thể là liên hệ với bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc là qua cái đường dây nóng của bảo hiểm xã hội tỉnh là số 067 3852 781, hoặc là có thể là vào cái trang tin điện tử của bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp là www bảo hiểm xã hội viết tắt Đồng Tháp viết nguyên gov.vn, hoặc vào cổng điện tử của Đồng Tháp thì tìm trang tin thành viên là bảo hiểm xã hội, nó sẽ có cái mục là bạn đọc hỏi, cơ quan trả lời bạn đọc. Thì nếu mà các quý khán giả mà có đưa lên đó thì chúng tôi trong một vài ngày chúng tôi sẽ có phản hồi ngay. Bây giờ nếu qua điện thoại thì chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp ở bảo hiểm tỉnh hoặc là bảo hiểm huyện, thì bảo hiểm huyện sẽ trả lời trực tiếp. Và cũng xin được thông báo thêm là để biết thêm chi tiết hơn về chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên của năm học 2015-2016, thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với đài truyền hình Đồng Tháp đã tổ chức cái buổi tọa đàm chuyên đề về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, đề nghị quý bậc phụ huynh đón xem và đặt câu hỏi với diễn giả, nó sẽ sâu hơn về cái quyền lợi bảo hiểm y tế học sinh phát trên đài Đồng Tháp, thì dự kiến vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2015.
Dạ xin. Vâng, thì chúng tôi cũng sẽ còn trở lại vấn đề này vào cái thời gian như ông Nguyễn Minh Hiếu vừa thông báo. Tiếp theo thì chúng tôi muốn đặt một câu hỏi với ông Trần Thanh Liêm. Đó là vừa rồi thì chúng ta có nhận được một câu hỏi của một phụ huynh ở xã Long Thắng nói về việc đóng tiền để học 2 buổi một ngày. Thì vấn đề này thì tôi cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của rất là nhiều phụ huynh. Xin hỏi ông Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo một lần nữa thì đây là khoản bắt buộc hay tự nguyện ạ? Việc học 2 buổi trên ngày thì nếu phải nói cho nó có bắt đầu từ cái việc tổ chức học 2 buổi trên ngày thì đây là một cái chủ trương từ Bộ Giáo dục Đào tạo và từ Sở Giáo dục Đào tạo nên khuyến khích để mở các cái lớp học 2 buổi trên ngày, và cũng thể hiện sự đồng thuận của khá nhiều phụ huynh học sinh đề nghị về sở, nên những nơi có điều kiện thì nên mở. Điều kiện đây là điều kiện cơ sở vật chất, phải làm sao có mỗi phòng cho một lớp là cho mỗi phòng, có đầy đủ giáo viên, tỷ lệ giáo viên nó có tăng hơn, rồi cái điều kiện ở cái khu vực đó nó phát triển được và thuận lợi để cho tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày. Cái mục đích của học 2 buổi trên ngày để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các ngành học thì đây là một cái điều tốt. Nhưng mà do điều kiện nhà nước cũng không đủ điều kiện để tổ chức 2 buổi trên ngày, không chi các khoản tiền dạy thêm buổi thứ hai cho các em, thì do vậy Bộ Giáo dục cũng đã chỉ đạo là nên tổ chức là thu. Và như vậy thì trước khi mở 2 buổi trên ngày thì phải có sự đồng thuận của các bậc cha mẹ học sinh. Thì như tôi đã trả lời như ban đầu là cần phải có sự đồng thuận trên 2/3 số học cha mẹ học sinh, rồi chúng ta phải tiến hành mở 2 buổi trên ngày. Và khi mở 2 buổi trên ngày thì nếu những gia đình nào không có khả năng thì vẫn có thể học 1 buổi trên ngày. Như vậy thì chúng ta tách học sinh học 1 buổi trên ngày ra, học sinh học 2 buổi trên ngày ra. Đối với học 2 buổi trên ngày, khi đã đồng thuận học 2 buổi trên ngày thì là khoản bắt buộc phải đóng, để gì tạo điều kiện cho các em được học 2 buổi trên ngày thì chúng ta phải trả một cái khoản phí cho trả tiền dạy cho các thầy cô giáo và cũng như cơ sở vật chất và trang thiết bị để bổ sung. Thì tinh thần nó là như thế. Vâng, vâng, cái việc học 2 buổi trên ngày tôi có cảm giác nó gần giống như là học thêm chính thống phải không ạ? Nó cũng tạm gọi là như thế, chứ thật ra nó chính là cái sự học buổi thứ hai trong nhà trường, là cũng là để tăng cường kiến thức ôn tập, rồi là bồi dưỡng cho cái kỹ năng thực hành hoặc là các hoạt động khác để bổ trợ cho chuyện dạy học, nhưng mà được tổ chức trong nhà trường, có sự tổ chức quản lý của nhà trường thì nó cũng gần như có thể gọi là tổ chức dạy thêm học thêm ở trong nhà trường, thì cũng có thể cũng liên quan đến vấn đề dạy thêm học thêm. Thì đầu năm học mới thì tôi thấy cũng rất là nhiều phụ huynh, nhiều giáo viên cũng quan tâm, cũng không biết là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp năm nay về vấn đề này như thế nào, có siết chặt giống như thời điểm mà chúng ta mới vừa thực hiện thông tư 17 không? Việc dạy thêm học thêm thì việc này thì ngành đã xác định đó là một cái việc thường xuyên để chấn chỉnh trong ngành, để làm sao là dạy thêm học thêm phải đúng quy định, phải đúng cái thông tư 17 hay là cái quyết định 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì phải thật tất cả là phải đúng quy định như thế. Và chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra giám sát và theo định kỳ và đột xuất để làm sao cái hoạt động dạy thêm học thêm nó phải đi vào nề nếp, nó thực sự đáp ứng cái nhu cầu của các bậc cha mẹ học sinh và nó phải góp phần nâng cao cái chất lượng, chứ không phải là để rồi là o ép học sinh, rồi là để tổ chức các lớp dạy thêm học thêm mà trái quy định. Thì trong ngành là phải kiên quyết thực hiện điều này từ nhiều năm, và tôi nghĩ năm học này thì ngành tiếp tục phải thực hiện cái việc nhiệm vụ này nữa. Vâng, tức là năm nay nếu mà giáo viên dạy thêm học thêm thì vẫn phải đăng ký tại trung tâm, vẫn tổ chức nhóm cũng giống như tinh thần chỉ đạo của quyết định 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, chương trình thì chúng ta cũng đang tiếp tục nhận những câu hỏi của quý vị gửi đến cho chương trình qua 3 số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình, đó là 0678555222, 8555333 và 8555444. Sau đây thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Minh Hiếu trả lời câu hỏi của anh Hữu Nhất ở huyện Lấp Vò. Anh hỏi là theo quy định bảo hiểm y tế thì các em thuộc diện thứ tư được miễn, còn bảo hiểm học sinh thì không được giảm miễn, hỏi tại sao? Câu hỏi này thì xin mời ông trả lời ạ. Dạ, xin chào anh Nhất. Cái đối với học sinh như tôi đã trình bày ở phần trên đó, thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Do đó thì không biết anh hỏi cái này là giảm miễn giảm, là còn cái miễn giảm khám chữa bệnh hay sao, thì cái này tôi cũng chưa rõ.
Nhưng mà cái nếu mà khám về khám chữa bệnh thì học sinh sinh viên thì đồng chi trả là 20%. Còn cái miễn giảm về mức đóng á, thì nếu mà tham gia hộ gia đình á, thì tức là cái người mà người dân không phải là học sinh sinh viên thì tham gia hộ gia đình thì sẽ được giảm theo cái thứ tự các thành viên trong hộ. Còn học sinh sinh viên thì chúng ta được giảm một lần là tất cả các học sinh sinh viên tại từng điểm trường thì các em đều có mức giảm như nhau, tức là 30% là được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Xin chào anh. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin mời ông trả lời câu hỏi của một bạn xem đài ở Tân Hồng. Ông hỏi là bảo hiểm y tế của học sinh đến tháng 12 mới hết hạn, nhưng nhà trường bắt buộc đến 15 tháng 9 phải đóng đồng loạt. Vậy có thể kéo dài đến tháng 12 đóng được không? Dạ, xin trả lời thì cái này, cái phần này nãy cái phần trình bày ở trên tôi có nêu là nếu như các em đã tham gia cái năm học trước thì năm nay phụ huynh chỉ cần đóng cái học phí cái phí bảo hiểm y tế cho năm học mới này là vào đầu tháng 12, tức là trước ngày 10 tháng 12, để từ ngày 10 tháng để trường đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội là trước ngày 10, và từ ngày 10 đến ngày 20 thì cơ quan bảo hiểm xã hội in cái thẻ để trả lại cho nhà trường là trước ngày 20. Thì như vậy là trường hợp của anh hỏi là hoàn toàn là được, chứ không phải nhất thiết phải đóng cùng lúc 15 tháng 9. 15 tháng 9 chỉ áp dụng cho những em mà mới tham gia năm đầu tiên là có thẻ có giá trị từ 1 tháng 10. Xin chào anh. Vâng, dạ. Với nội dung này thì vừa rồi ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã nói là sẽ chỉ đạo cho các trường sẽ thu vào tháng 12 để tạo thuận lợi cho phụ huynh. Có lẽ vấn đề này thì phụ huynh sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Vâng, tiếp theo thì cũng xin mời ông Nguyễn Minh Hiếu giải đáp thêm một lần nữa đối với câu hỏi của một bạn xem đài ở thị xã Hồng Ngự, cũng hỏi là cũng thắc mắc là con tôi học ở trường Chu Văn An, nó là năm nay đóng bảo hiểm hơn 430.000 cho 15 tháng. Tại sao phải đóng 15 tháng trong khi năm rồi con tôi mua bảo hiểm đến tháng 12 năm nay mới hết hạn? Tôi nghĩ là trường hợp này thì phải đóng 12 tháng. Dạ, trường hợp các em đã tham gia năm rồi thì năm nay chỉ đóng 12 tháng mà thôi. Và cái thời điểm đóng thì cũng là đầu tháng 12 như có câu hỏi trước đây tôi đã trả lời, nó cũng tương tự. Vâng, như vậy thì cái trường hợp này là chỉ đóng 12 tháng thôi. Và dạ, đóng 12 tháng. Và dạ, thời điểm đóng thì kéo dài từ bắt đầu nhập học đến trước nửa đầu tháng 12. Vâng, dạ. Nếu mà với mức thu 430.000 này thì cho 12 tháng chứ không phải là 15 tháng đúng không ạ? Dạ, cho 12 tháng. Dạ, dạ. Đúng rồi. Như vậy thì có thể là phụ huynh này, đối với con học lớp 1 thì mới thu 15 tháng và cái mức thu nó sẽ là cao hơn chứ không phải là 430.000 như thế này. Tiếp theo cũng xin mời ông trả lời, ông nói rõ thêm một lần nữa đối với cái trường hợp khám chữa bệnh ngày nghỉ. Bởi vì có một trường hợp là anh Nguyễn Văn Phúc ở xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh có hỏi nói là con tôi học từ thứ 2, thứ 6 mới nghỉ, còn 2 ngày thứ 7, chủ nhật thì trạm y tế không khám bảo hiểm. Vì vậy con tôi bị thiệt thòi làm sao, những ngày kia muốn khám thì phải nghỉ học. Ông có thể thông tin lại cái thông tin vui vừa rồi ạ. Xin chào anh Phúc, là hồi nãy tôi có trình bày là cái là người thực hiện mà chính sách bảo hiểm y tế cho các em, thì khi nhận được cái thông tư này tôi thấy là điều kiện Bộ Y tế cho phép rất thuận lợi cho cơ sở cũng như là cơ quan bảo hiểm xã hội, thấy cũng rất là thuận lợi. Thì theo cái quy định á, thì từ ngày 1 tháng 9 năm 2015 thì tất cả các cơ sở khám chữa bệnh là đều có quyền đăng ký là khám chữa bệnh ngày nghỉ ngày lễ và chỉ thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội biết. Như vậy thì khi khám chữa bệnh ngày nghỉ ngày lễ thì cái người khám chữa bệnh nó bảo hiểm y tế nói chung và học sinh sinh viên nói riêng thì vẫn được hưởng quyền lợi là theo quy định của bảo hiểm y tế. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo thì tôi xin mời ông Trần Thanh Liêm trả lời câu hỏi của anh Võ Văn Thông ở Cao Lãnh. Anh có hỏi là tôi có con học lớp 2, học ngày 2 buổi, một tuần học 4 ngày thì đóng 65.000 đồng một tháng. Ở trường thu tiền như vậy có đúng không? Trong khi thì một tháng cháu học có 16 ngày. Thì xin mời ông. Kính thưa anh Võ Văn Thông, thì theo phản ánh của anh thì cái việc thu tiền thì xin thông tin cho anh được rõ là việc thu tiền việc học 2 buổi trên ngày thì do ban đại diện cha mẹ học sinh thỏa thuận với ban giám hiệu nhà trường, có thông qua cái quản lý giáo dục, tức là phòng giáo dục để mà quản lý cái việc thu 2 buổi trên ngày thì thỏa thuận.
Do vậy thì từng nơi, từng khu vực có cái sự thỏa thuận thu nó khác nhau. Do vậy thì việc này chúng tôi cũng không thể khẳng định là có đúng hay không, bởi vì do sự thỏa thuận của từng trường nó có thể có khác nhau. Do vậy thì chúng tôi xin ghi nhận và có trao đổi ở anh Duy ở đây là ở Cao Lãnh, thì không biết là ở huyện Cao Lãnh hay là ở thành phố Cao Lãnh, thì cái này chắc có lẽ là anh nên trao đổi trực tiếp với trường để xem, để mình sự công khai của trường như vậy mình giám sát coi nó có đúng không. Xin trả lời anh như thế. Cũng xin mời ông trả lời tiếp câu hỏi của chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh ở huyện Thanh Bình. Chị hỏi là cháu em đang học cấp 2, nhà trường bắt buộc đóng phí sổ liên lạc điện tử là 100.000 đồng. Như vậy đó có phải là quy định mới không? Chị Tuyết Trinh thân mến, trước hết tiền đóng sổ liên lạc điện tử là không phải là tiền bắt buộc. Do vậy nếu mà trường thu bắt buộc là như vậy không đúng quy định. Sổ liên lạc điện tử này là trên tinh thần tự nguyện, cha mẹ học sinh cần có cái thông tin liên lạc nhanh qua cái sử dụng cái internet để chúng ta giám sát cái việc và theo dõi kết quả học tập cũng như cái việc tham gia học từng buổi từng ngày, hay là các cái vấn đề về đạo đức của học sinh của con em mình thì chúng ta tham gia, thì như vậy trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc. Đó, tinh thần thứ nhất. Nếu mà chúng ta không tham gia cái sổ liên lạc điện tử này thì chúng ta cũng, trường cũng phải làm cái sổ liên lạc gia đình và nhà trường bằng cái sổ giấy thì để chuyển thông tin, nhưng mà cuối một học kỳ mới chuyển về nhà gia đình của chúng ta một lần. Thì như thế thì nó có hơi chậm hơn. Còn cái giá tiền á thì việc này thì nếu mà của VNEDU á thì có thông báo mới nhất là chỉ có 60.000 trên một năm học. Còn các cái chỗ khác, ví dụ như là Viettel hay là các cái công ty như Vietschool vân vân, thì đây là các cái công ty cung cấp dịch vụ. Như vậy thì giá cả thì nó có khác nhau, nhưng mà theo tôi được biết năm ngoái thì không quá 100.000. Thì việc này chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu thêm ở Thanh Bình để cho nó rõ hơn về cái mức thu. Như vậy khẳng định là việc thu này bắt buộc là không đúng. Thứ hai là giá cả là phải trên tinh thần là có sự giám sát và có sự đồng thuận của Sở Dục Đào tạo. Thì năm ngoái thì không có đến 100.000, thường thì 60.000, 70.000 là đa số. Thì như vậy thì chúng tôi cũng xin ghi nhận điều này để có cái trao đổi với Phòng Giáo dục Thanh Bình về cái sử dụng sổ liên lạc điện tử. Xin cảm ơn chị. Vâng, chúng tôi được biết là đầu năm học này thì VNPT có triển khai cái hệ thống sổ liên lạc điện tử trong nhà trường. Như vậy hiện nay thì có thực hiện đồng loạt ở các trường trong tỉnh không ạ? Thực hiện sổ liên lạc điện tử qua cái chương trình VNEDU á, thì không đồng loạt tất cả các trường, nhưng mà sở có khuyến khích tất cả các trường nên tham gia, vì nó sẽ tạo thành một cái hệ thống liên lạc từ cơ sở cho đến phòng giáo dục, đến sở giáo dục thì nó thuận lợi. Và giá cả thì là hiện nay là thấp nhất trong tất cả các cái công ty mà cung ứng cái dịch vụ này, là 60.000 trên một năm học. Thì tôi nghĩ rằng các trường nên tham gia cái chương trình của VNEDU này. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo thì xin mời ông trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Thanh Hùng ở thành phố Sa Đéc. Anh hỏi là về vấn đề học thêm đối với học sinh lớp 5 thì có quy định nào cụ thể hay không? Xin mời ông ạ. Thì thưa anh Hùng, là cái cấp tiểu học thì quy định là không được tổ chức dạy thêm và học thêm. Ngoài việc cái là bồi dưỡng về nghệ thuật, về thể dục, thể thao hoặc là kỹ năng sống. Do vậy thì việc tổ chức mà dạy thêm học thêm cho cấp tiểu học là sai quy định. Nếu mà dạy văn hóa là sai quy định, nó chỉ là bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục, thể thao và rèn luyện kỹ năng sống. Thì tinh thần của các cái quy định về quyết định về dạy thêm học thêm là như thế. Xin thông tin cho anh được rõ. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Minh Hiếu trả lời câu hỏi của em Phạm Thị Cẩm Ý ở Tiền Giang. Em hỏi là mức thu bảo hiểm y tế ở Đồng Tháp và Tiền Giang có khác nhau không? Bởi vì ở Tiền Giang con em thu đến 544.000 đồng. Vậy mức thu này có thống nhất ở các địa phương không? Xin mời ông trả lời ạ. Chào em Phạm Thị Cẩm Ý. Thì cái mức thu là theo tất cả các bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đều thu cùng một cái mức giống nhau theo quy định của luật và các cái nghị định hướng dẫn của thông tư. Cái 544.000 đồng này thì nó tương ứng với 30% của 15 tháng, nó cũng trùng với của Đồng Tháp của chúng ta là 534.375 đồng nếu tính số lẻ. Chào em.
Cũng xin mời ông trả lời tiếp câu hỏi của ông Nguyễn Văn Thêm ở huyện Thanh Bình ạ. Hỏi là mức thu bảo hiểm y tế của học sinh thì tại sao cao hơn mức mua của hộ gia đình? Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì không cho mua bảo hiểm cho học sinh ở hộ gia đình, chỉ mua ở trường, thì điều này có được quy định cụ thể không? Xin mời ông ạ. Dạ, xin chào ông Thêm. Cái mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên thì nếu như chưa có được hỗ trợ 30% thì bằng nhau là 261.000. Nhưng mà đối với học sinh, sinh viên thì được hỗ trợ là 186.300 thì còn chỉ còn đóng là 434.700 như tôi trình bày phần trên. Tại sao là phải thực hiện theo cái học sinh thì phải tham gia ở nhà trường? Thì nó trong luật đã có quy định là tất cả các cái nhóm đối tượng là phải tham gia theo đúng nhóm đối tượng, bởi vì đây là bảo hiểm bắt buộc. Cái nhóm đầu tiên là cái người lao động làm công ăn lương. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả đơn cử, thí dụ như là cái người hưởng lương hưu vân vân. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm ngân sách nhà nước hỗ trợ. Và như vậy thì cái học sinh sinh viên của chúng ta đó thì thuộc cái nhóm thứ tư là được ngân sách hỗ trợ, tức là cái nhóm thứ ba là được ngân sách nhà nước đóng hoàn toàn. Cái nhóm thứ tư là được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Và cái hộ gia đình thì lại là nhóm thứ năm. Do đó thì theo cái quy định hướng dẫn của Trung ương đó, thì để thực hiện cái bảo hiểm y tế bắt buộc thì tất cả các đối tượng là cái người dân trên cái địa bàn đều phải được lập danh sách theo từng nhóm đối tượng như vậy. Là thí dụ như học sinh sinh viên thì phải lập cái danh sách ở nhà trường, ở xã thì không lập cái học sinh sinh viên. Thì thành ra là theo quy định là có quy định trong luật như vậy, thì cũng mong rằng ông cũng thực hiện theo đúng cái luật để chấp hành theo cái luật pháp, cũng như là tạo điều kiện cho con em mình được hưởng cái chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Xin chào ông. Và xin cảm ơn ông. Tiếp theo thì tôi xin mời ông Trần Thanh Liêm trả lời hai câu hỏi của bạn xem đài ở thành phố Cao Lãnh. Mà hỏi là tại sao đồng phục học sinh bán giá cao hơn ở ngoài 30-40.000 đồng? Và câu thứ hai là tại sao các trường cứ đầu mỗi năm học lại thay đổi đồng phục, trong khi đầu năm thì phụ huynh phải chi rất nhiều khoản để các em đến trường? Sau hai câu hỏi này thì tôi thấy nó hoàn toàn khác với tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục, là nhà trường thì không bán đồng phục cho phụ huynh cho học sinh, và các trường thì cũng không thay đổi đồng phục đầu năm học. Xin cảm ơn bạn xem đài. Thì nếu được thì bạn xem đài có thể nêu cụ thể hơn qua đường dây nóng hoặc là qua cái địa chỉ email nóng của Sở Dục Đào tạo, đó là ở chỗ nào để chúng tôi chấn chỉnh. Xin thứ nhất là đồng phục là trường, chúng tôi chỉ đạo là trong trường không được bán đồng phục, mà chỉ quy định kiểu mẫu, rồi tự cha mẹ học sinh có thể tự may hoặc là tự đi đặt may, hoặc là có thể đến một cái chỗ nào đó chúng ta may. Thì còn trường thì chỉ có làm cái động tác quy định mẫu và giới thiệu, thì như vậy thì không có cái tình trạng là ở bên ngoài thì lại là rẻ hơn 30-40.000. Thì như vậy thì chỗ nào thì chúng tôi sẽ chỉ đạo trực tiếp nếu được bạn xem đài phản ánh cụ thể. Còn cái thay đổi đồng phục thì chúng tôi cũng xin nói rõ ngay từ đầu, tức là đã quy định thì phải ổn định lâu dài, cấp tiểu học là khoảng 10 năm, tức là có 5 cấp lớp thì phải ổn định khoảng 10 năm, rồi trung học cơ sở phải ổn định 8 năm, trung học phổ thông phải ổn định 6 năm. Muốn thay đổi phải có một cái lộ trình thông báo công khai rộng rãi để tránh sự là thay đổi liên tục, rồi là gây khó khăn cho các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn xem đài. Nếu được thì xin nhắc lại, chúng tôi có đường dây nóng, đó là số điện thoại 362 4444, tức là 4 số 4, và có cái địa chỉ email viết tắt là giáo dục Đồng Tháp, với chữ là với nhân dân, nguyên chữ với và hai chữ cuối cùng là viết tắt nhân dân, thì chúng ta có thể xem trên màn ảnh và gmail.com, để chúng tôi mong được tiếp nhận phản ánh cụ thể ở đơn vị nào, chúng tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo để giải quyết các cái vấn đề thực hiện không có đúng quy định này. Xin cảm ơn. Vâng, tiếp theo thì xin mời ông trả lời câu hỏi của anh Phan Ngọc Thanh ở Mỹ Quý, huyện Tháp 10. Anh hỏi là bảo hiểm tai nạn tại sao có chỗ thu 80.000 nhưng có nơi thì thu 100.000, hỏi vì sao?
Bây giờ cái bảo hiểm y tế thì bắt buộc do một cái đơn vị thực hiện thông qua bảo hiểm xã hội và do chỉ đạo chung có luật hẳn hoi thì đúng một giá. Nhưng mà bảo hiểm tai nạn thì do các công ty bảo hiểm, chúng ta biết có nhiều công ty bảo hiểm, ví dụ như Bảo Việt, ví dụ như Bảo Minh và nhiều cái đơn vị bảo hiểm khác, thì do vậy thì nó có nhiều giá cả khác nhau, bởi vì nó liên quan đến các cái chế độ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, nó có những cái điều ràng buộc của nó khác nhau. Thì do vậy đề nghị các bậc cha mẹ học sinh nên nghiên cứu một cách thận trọng để xem xét các cái quyền lợi khi mình tham gia cái bảo hiểm tai nạn này cho con cháu của mình, thì đó là quyền quyết định và đây là khoản không bắt buộc, là tự nguyện của các bậc cha mẹ học sinh có tham gia hay là không. Vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo thì xin mời ông Nguyễn Minh Hiếu trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Thanh Minh ở xã Tân Phước, huyện Lai Dung. Anh hỏi là tại sao người dân ở ngoài thì được quyền chọn lựa mua hay không mua bảo hiểm y tế, mà ở trường thì học sinh lại bị bắt buộc? Nếu học sinh không đóng bảo hiểm y tế thì bị đuổi học hay sao? Vì hiện nay thì người bệnh khám bảo hiểm y tế bị phân biệt đối xử, cho nên gia đình không muốn điều trị bằng bảo hiểm y tế. Dạ, thưa anh Minh, thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế sửa đổi thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 thì tất cả là đều thực hiện, đều thuộc cái đối tượng tham gia bắt buộc, chứ không riêng các cái học sinh. Còn việc anh nói rằng là nếu mà anh cho rằng là nếu mà không đóng thì bị đuổi học hay sao, thì cái phần này lẽ ra thì thuộc cái thẩm quyền của sở giáo dục, nhưng mà tôi cũng xin nếu mà nó không phù hợp thì giám đốc sở giáo dục sẽ điều chỉnh. Theo tôi thì cái việc mà các em chưa tham gia thì nhà nước cũng đã có hỗ trợ là 30%, và nếu mà những cái gia đình mà các em có điều kiện khó khăn thì chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện để các em tham gia. Còn anh có nói thêm là cái vì hiện nay cái khám chữa bệnh là còn phân biệt đối xử, gia đình không muốn điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế, thì phần này với trách nhiệm là cơ quan bảo hiểm xã hội tôi xin ghi nhận để phối hợp với cơ sở các với ngành y tế. Tuy nhiên thì trong thời gian qua thì ngành y tế cũng đã đầu tư cơ sở vật chất và cũng đã chấn chỉnh cái công tác phục vụ đối với người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì cũng đã từng bước được nâng lên. Thì phần tiếp theo thì sẽ tiếp tục chấn chỉnh là tốt hơn để tạo sự hài lòng của gia đình anh cũng như là cái người tham gia bảo hiểm y tế. Xin chào anh. Vâng, về vấn đề này thì giám đốc sở giáo dục có ý kiến gì không ạ? Tôi xin chia sẻ với cái quan tâm mà hết sức là chính đáng, vì chúng ta khó khăn và bây giờ lóng đầu năm nhiều cái nguồn kinh phí quá, mà trong đó có cái bảo hiểm y tế thì thực hiện theo luật thì phải đóng, thì số tiền nó cũng lại cao hơn các năm trước, thì chúng tôi xin chia sẻ. Nhưng mà với trách nhiệm của người giám đốc sở dục đào tạo Đồng Tháp thì cũng xin cam kết với tất cả các bậc cha mẹ học sinh rằng chúng ta nên cố gắng hết sức mình, và nếu mà chúng ta thấy khó khăn quá chúng ta không đóng nổi thì việc học cũng không bị ảnh hưởng gì, tức là vẫn không, nếu không đóng bảo hiểm y tế thì vẫn được tham gia học bình thường. Nhưng mà tất nhiên thì chúng ta sẽ mất đi một số quyền lợi, trong khi nhà nước cũng tạo quyền điều kiện cho chúng ta tham gia thì tất nhiên chúng ta có hơi thiệt thòi. Phần cuối chương trình chắc có lẽ là chúng tôi cũng xin có một số các cái đề xuất liên quan đến những cái đối tượng này để mong làm sao cho có cái điều kiện hỗ trợ cho các cái đối tượng khó khăn này. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, năm học mới bắt đầu thì chắc chắn là sẽ còn nhiều bộn bề, còn nhiều quan tâm, nhiều sự băn khoăn, lo lắng, những thắc mắc của quý vị. Thì chúng tôi được biết là Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã công bố số điện thoại, đường dây nóng, và sắp tới đây thì cũng sẽ tổ chức đối thoại với giáo viên, với phụ huynh ở nhiều địa phương. Như vậy thì tôi nghĩ đây sẽ là tiếp tục là những cái kênh thông tin để tiếp tục để giải tỏa được những thắc mắc của quý vị. Còn trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì ông Trần Thanh Liêm thì có một lần nữa thì có lưu ý gì đối với các trường trong việc thực hiện các khoản thu đầu năm học ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được phép lưu ý tất cả các cơ sở giáo dục ở trong toàn tỉnh của chúng ta. Thì một lần nữa tất cả các trường, các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường phải quán triệt triển khai một cách rộng rãi và đầy đủ các văn bản có liên quan đến việc thu và chi các cái khoản đầu, nhất là đầu năm học này, đối với tất cả các bậc cha mẹ học sinh. Vì qua cái chương trình này chúng tôi thấy nhận thấy rằng là các bậc cha mẹ học sinh còn những nơi cũng chưa có biết rõ, do chúng ta cái công khai cho chúng ta cái thông tin của chúng ta cũng chưa rõ ràng, là thậm chí có những lúc là chúng ta hiểu sai. Chúng tôi tiếp tục triển khai trong ngành, quán triệt trong toàn ngành.
Cái thứ hai là chúng tôi chỉ đạo là phải thu đúng quy định và quản lý cho nó chặt chẽ, sử dụng cho nó đúng mục đích và không được tự ý đặt ra các khoản thu mà trái quy định hoặc là thu thêm nào khác mà để làm phiền hà cho đến ảnh hưởng đến cái điều kiện học hành của các cái con cháu của các bậc phụ huynh học sinh. Đặc biệt là chúng tôi cũng không vì các cái khoản thu này mà gây áp lực đến việc học tập của các em học sinh. Như giờ chúng tôi chia sẻ đó là việc mà thu bảo hiểm y tế thì hiện nay cũng có rất nhiều qua cái phản ánh chúng tôi vừa tiếp xúc ở huyện Tam Nông và huyện Cao Lãnh, cũng rất nhiều bà con là phản ánh cái thu học cái bảo hiểm y tế thì rất là cao. Chúng tôi chia sẻ và chúng tôi cũng mong muốn rằng kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các cái đơn vị tài trợ cũng cùng chia sẻ với các cái gia đình khó khăn có thể hỗ trợ cho những cái khoản bảo hiểm y tế này dành cho các cái đối tượng học sinh. Và tôi cũng kêu gọi tất cả các thầy cô giáo ở trong cái trường của mình cũng nên đứng ra hỗ trợ và đỡ đầu cho tất cả các em học sinh mà có cái khó khăn trong cái việc đóng các khoản thu đầu năm để giảm bớt phần nào các cái khó khăn của các gia đình. Và cũng nhân cái chương trình này thì chúng tôi cũng xin một lần nữa công khai cái số điện thoại và cũng như là đường dây nóng, cái địa chỉ email nóng của Sở Dục Đào Tạo, thì mong các cái bậc phụ huynh học sinh kể cả các thầy cô giáo thì hãy thông tin cho chúng tôi biết những gì còn trăn trở, những gì còn khó khăn, những gì mà còn không đúng quy định để ngành giáo dục tiếp tục để chấn chỉnh. Việc này chúng tôi đã chỉ đạo ở các cơ sở giáo dục phải công khai ở từng điểm trường một để cho các bậc cha mẹ học sinh biết, đó là số điện thoại 36244444 và cái địa chỉ email mà chúng tôi thấy vừa có hiện trên màn hình, thì mong các bà con cô bác nên tiếp tục phản ánh. Và cũng những cái khoản thu đầu năm có lẽ nó cũng tạo áp lực cho các bậc thầy cô, các bậc cha mẹ học sinh, thì tôi mong rằng chúng ta sẽ cộng cùng sức để cũng giám sát cái việc thu học phí hay các khoản thu đầu năm. Và chúc cho các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh có con em của mình đi học một năm mới được tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Qua lời của ông Trần Thanh Liêm thì tôi cũng chợt nhớ là cách đây không lâu thì cũng tại nhiều địa phương thì cũng đã có những cái trường hợp mạnh thường quân ủng hộ thẻ y tế, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Thì tôi hy vọng là đầu năm học mới này thì cũng sẽ có những mạnh thường quân để hỗ trợ cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị, do thời lượng chương trình có hạn thì mặc dù còn rất là nhiều những câu hỏi của quý vị gọi đến chương trình nhưng mà chúng tôi chưa thể giải đáp, thì mong quý vị thông cảm. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các diễn giả đã tham gia chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình này cũng sẽ được phát lại vào 15 giờ ngày mai, Chủ nhật ngày 30 tháng 8. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.